Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đang dừng lại. Hôm qua mình đang học thành ngữ nè. Đây. Mình đang làm những cái câu đố này. Để tiếp tục làm á, thì mình phải làm lại những cái câu của ngày hôm qua. 10 câu đầu mình đã làm rồi, thì bây giờ mình sẽ làm nhanh nha. Be on your bucket list có nghĩa là want to do it before you die. If you cut corners, you do something in the easiest or most expensive way. If you bite off more than you can chew, you take on a task that is way too big. If you hit the sack, you go to bed. If you do something once in a blue moon, you do it rarely, very rarely. If something is a piece of cake, it's easy or simple. If you see eye to eye with someone, you agree on something with someone. If you rock, you rate. If you do something by the skin of your teeth, you do it by a very narrow margin on your chest. If you go the extra mile, you make a special effort to achieve something. Rồi, bây giờ mình qua câu số 11, mình sẽ đọc và làm chậm lại nha. If you cannot get your head around something, là nếu mà bạn không thể lấy cái đầu của bạn ra quanh cái gì đó, chắc là không thể lấy tâm trí ra khỏi cái gì đó đó mấy bạn, thì nó sẽ là câu nào đây? A. You cannot decide between two options. Bạn không thể quyết định giữa hai phương án. B. You don't understand something. Bạn không thể hiểu thứ gì đó. C. You cannot attend an event because you have a headache. Bạn không thể tham dự một sự kiện bởi vì bạn bị nhức đầu. Mình nghĩ cái này không phải đâu. Không hiểu. Cannot get your head around. Không hiểu. Là không quyết định giữa hai phương án. Around something, mình thấy ở đây something, mình chọn B. Là mình không hiểu đó. Rồi, tiếp tục. If something is a far cry for something else, nếu mà thứ gì đó là một cái khóc lóc xa xôi từ ai đó hả? Gào rú xa từ ai đó thì nó it is very different, nó rất là khác. It is very far, nó rất là xa xôi. It is very irritating, nó rất là phiền phức. Mình chọn cái này. Nó rất là khác. Mình tra cái nói một chút nha mấy bạn. Là a far cry. Thành ngữ đó là a far cry. Đây, a far cry from something. A very different experience from something. Có nghĩa là xa xôi. Không phải.
là một cái trải nghiệm rất là khác biệt khỏi cái gì đó remote. Remote có nghĩa là một cái nơi xa xôi, khác biệt. His theories are somewhat remote to reality. Những cái lý thuyết của anh ấy thì dường như là nó xa rời hiện tại, xa rời thực tế. Right. A far cry from something. On this luxury was a far cry from the poverty of his childhood. Tất cả những cái sự xa hoa này là một cái trải nghiệm quá là khác biệt so với cái sự nghèo nàn thời thơ ấu của anh ấy. Rồi, mình nhớ a far cry from something có nghĩa là very different experience. Something is a hot potato, nếu mà cái gì đó là khoai tây nấm thì nó là gì đây? It is an issue that makes you very happy. Đó là một cái vấn đề, một cái điều mà làm cho bạn rất là vui. It is an issue that sounds unbelievable. Đó là một cái điều mà bạn nó nghe rất là khó tin. It is an issue which many people are talking about and which is usually disputed. Nó là một cái vấn đề mà nhiều người nói về và cái mà đang được tranh cãi. Hot potato. À, mình nghĩ đây là câu C. Sự kiện nóng hỏi. If you beat around the bush, là nếu mà bạn đánh vào quanh cái bụi cây, cái hình này là bụi cây nè, mấy bạn thấy không? Bush là bụi cây. You do whatever it takes to help someone. Bạn làm bất cứ điều gì mà nó cần để mà giúp ai đó. You avoid talking about a difficult or embarrassing subject. Bạn tránh cái việc nói về những cái chủ đề khó hoặc là chủ đề nhẹ, chủ đề gây xấu hổ. You begin to talk about important things. Bạn bắt đầu nói về những cái thứ quan trọng. Beat around the bush. Mình nhớ cái câu này á, nó có nghĩa là kiểu như là mình làm cái điều vô ích á, mà sao ở đây nó không có ta. Mình chọn câu A, câu B. À, beat. Mình nhớ sai rồi mấy bạn ơi. Beat around the bush có nghĩa là mình đi lòng vòng, mình không có đi vào cái trọng tâm chính. Sao nên màn chậm vậy ta? Beat around. Đây. Beat around the bush. Đây, beat around the bush là to talk about a lot of important things because you want to avoid talking about what is really important. Là mấy bạn muốn nói, mấy bạn nói về cái thứ gì đó nó không quan trọng bởi vì bạn muốn tránh cái việc nói về những cái điều gì đó mà thật sự cần nói. Quit beating around the bush.
And say what's on your mind. Đừng có nói lòng vòng nữa và cứ nói cái gì mà bạn nghĩ đi. Nè, mình tiếp tục nè. If you pull yourself together, là nếu bạn kéo bản thân bạn cùng nhau, mình nghĩ cái này là chắc là về sự đoàn kết. You calm and behave normally, bạn bình tĩnh và hành xử một cách bình thường. You state a fact so that you are no doubts or objections. Bạn nói ra một cái sự thật để mà không có cái sự nghi ngờ hay là sự chống đối nào. You start studying for finals. Bạn bắt đầu học cho bài thi cuối kỳ. Pull yourself together là calm down and behave normally. If you blow smoke, nếu mà bạn thổi khói thì nó có nghĩa là sao đây? You are a chain smoker. Chain smoker là gì ta? Hình như có một cái nhóm nhạc tên là Chain Smoker đúng không các bạn? Chain Smoker. Chain Smoker là a person who smokes cigarettes or one after another, là hút thuốc lá liên tục. À, cái này là dây xích nè. Dây xích thì nó có nhiều mắt xích, mà smoker là người hút thuốc. Mà người hút thuốc mắc xích có nghĩa là sao? Hút hết điếu này đến điếu khác. In a city of chain smokers, she was an ardent proponent of a smoking ban. Ở một cái thành phố mà ai cũng hút thật là nhiều thuốc thì cô ấy là một cái người ủng hộ cho cái luật, cho cái lệnh cấm hút thuốc. Ardent. Ardent. Ardent là showing strong feelings, là cô ấy là một cái người ủng hộ nhiệt tình, showing strong feeling cho cái việc, cho cái lệnh cấm hút thuốc. Mình đọc thêm một ví dụ nữa nè. An ardent supporter of Manchester United. Cô ấy là một cái người ủng hộ, một cái fan ủng hộ nhiệt thành của Manchester United. An ardent feminist có nghĩa là một cái người ủng hộ nữ quyền rất là nhiệt thành. Đây, tiếp tục. Nếu mà bạn thổi khói thì bạn là một người hút thuốc liên tục, có đúng không? Bạn you exaggerate or say things that aren't true to make you seem better. Bạn thổi phồng hoặc là bạn nói quá hoặc là bạn nói cái gì đó mà nó không có thật để mà làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. À, thổi khói chắc là kiểu chém thổi gió, thổi mây. Đó, kiểu như là chém gió mình nghĩ vậy. You speak in an angry tone, là mình nói chuyện ở một cái giọng điệu rất là tức giận. Ờ, mình làm đúng rồi. Blow smoke có nghĩa là nói khoác, nói ba hoa đó, nói quá, nổ. Blow smoke, thổi khói. Right. If something is a no brainer có nghĩa là không có, người không não, thì cái này cũng dễ hiểu ha mấy bạn ha. It is priceless là nó vô giá. It is no brains là nó không có não. It is an easy decision là nó không, nó là một cái quyết định dễ dàng. Ý, ui, mình sai rồi bạn ơi. À, no brain. No brainer có nghĩa là nó không cần dùng đến não. Có nghĩa là nó rất là dễ. Something such as a decision that is very easy or obvious, là cái điều gì đó mà nó làm như là một cái quyết định rất là dễ hoặc là rất là rõ ràng. The decision was a complete no brainer. No brainer là một cái quyết định mà mình không có cần nghĩ nhiều. Mình sai một cái là mình tỉnh ra liền.
là cái đó là một quyết định dễ dàng, easy decision nha mấy bạn. If you take something with a pinch, with a pinch, một cái nhúm nhỏ, một cái rắc nhỏ. Mình tra có phải không nha? Pinch. Pinch. Mình phải tra cái loại từ là danh từ mới đúng nè. Pinch. A small amount, such as a powder, especially an amount a person can hold between the first finger and the thumb. Mấy bạn thấy không? The first finger này and the thumb này. Mình nhắc nha, rắc 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 rắc. Là bạn lấy cái gì đó với một cái rắc muối. Là you don't completely believe something, bạn không có hoàn toàn tin cái điều gì đó. Bạn thêm, you add salt in it because it is insipid. Là gì ta? Insipid. Insipid and not having a strong taste or character or having no interest or energy. Là chắc là nhàm chán, không vị, vô vị. Insipid. 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 Insipid là vô vị, nhạt nhẽo, chán ngắt, tẻ nhạt, không sinh động. Insipid, vô vị, chán ngắt, tẻ nhạt. Insipid. You assume something is true without checking. Mình cho rằng cái gì đúng mà không cần kiểm tra lại. Người Việt Nam của mình nói là rắc muối rồi đó, thì là chắc là bạn phải thêm muối cho cái gì đó nó tẻ nhạt. Không phải nha. Không phải. Pin. Mình phải tra cái này rồi. Pin. Take something with a pinch of salt. Có nghĩa là do not completely believe something that you are told because you think it is unlikely to be true. Là không có hoàn toàn tin tưởng cái gì đó mà được mình được nói bởi vì mình nghĩ nó không có khả năng là sự thật, là cái điều điều đúng. Take something with a pinch of salt là mình lấy với một chút muối, là mình tiếp nhận với một chút muối, là mình không có quá ngọt ngào với cái điều mà mình lấy vào đó, là mình không có tin tưởng hoàn toàn. Mình đọc ví dụ nha. You have to take everything she says with a pinch of salt. Bạn phải tiếp nhận với mọi thứ mà cô ấy nói với một cái sự nghi ngại, được tin hết nha. Because she tends to exaggerate. Là cô ấy hay nói quá lắm. Right. If you hit the books, nếu bạn bạn đánh cuốn sách thì sao đây? You throw the books away because you don't plan to use them again. Bạn quăng cuốn sách đi bởi vì bạn không có dự định là sẽ dùng nó một lần nữa. Mình nghĩ câu này không phải đâu, nó quá trắng trợn. Nó liên quan tới bốt nữa thì mình hoàn nghĩ nó không phải. You begin to study in a serious way là bạn bắt đầu học hành một cách nghiêm túc. You don't like books, nghĩa câu B. You hit the books là học hành đàng hoàng, học hành serious way. If something is up in the air là nếu mà thứ gì đó nó bốc lên trong không khí thì có nghĩa là sao? It is very light and it flows. Nó thì rất là nhẹ và nó trôi. Đó. It is very high and you cannot reach it. Nó rất là cao và bạn không thể với tới. It is uncertain or unsure.
up in the air, là nó kiểu như lơ lửng, nó không có chắc chắn gì hết. Uncertain, unsure. Tiếp tục. If you sit tight, có nghĩa là mình ngồi, mình phải thấy không? Người thì rất là to nhưng mà ngồi thì rất là nhỏ. Thì sit tight nghĩa là ngồi rất là bó buộc, chật hẹp. You wait patiently là bạn chờ đợi một cách kiên nhẫn. You take a test or an exam là bạn đi thi. You are in a comfortable position. Bạn ngồi ở một cái thế rất là thoải mái. Mình nghĩ cái này sai. Mình sit tight. Sit tight là chờ đợi. Chờ đợi kiên nhẫn. If you face the music, nếu mà bạn đối mặt với âm nhạc, you do what somebody wants you to do, là bạn làm cái gì đó mà người ta muốn mình làm. You are in an excellent state of health, là bạn đang ở trong cái trạng thái sức khỏe rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc. You accept the consequences of your mistakes or actions, bạn thừa nhận những cái hậu quả, những cái kết quả của những cái lỗi lầm và những cái hành động của bạn. Face the music. Face the music, mình nghĩ nó liên quan đến sức khỏe. Không phải luôn. Mình phải tra rồi. Face the music. Face the music. To accept criticism or punishment for something you have done, là mình chấp nhận cái sự phê bình hoặc là cái sự trừng phạt cho cái điều gì đó mà mình đã gây ra. Nó không có ví dụ. À đây, có ví dụ. If she lied to me, then she'll just have to face the music. Nếu mà cô ấy nói dối tôi đó, thì sau đó cô ấy phải đối mặt với, phải chịu trách nhiệm. Face the music. Mấy bạn biết âm nhạc thì người ta hay có đưa ra ý kiến là bài đó hay hay bài đó dở. Thì tương tự thôi, face the music là mình đối mặt với sự phê bình cho cái điều mà mình làm ra. If she lied to me, she'll just have to face the music. Tiếp theo. If something rings a bell, it sounds familiar. Nếu thứ gì đó rung cái chuông thì nó nghe gần gũi. It is musical. Nó mang tính âm, nó là âm nhạc, nó thuộc về âm nhạc. It is important. Nó quan trọng. Ring the bell là nó giống đến hồi chuông, mình nghĩ nó là quan trọng. Không phải luôn. Ring the bell. Ring a bell. Là to sound familiar. À, nghe như kiểu rung chuông, là cái tiếng chuông thì nó quá thân thuộc, đúng không mấy bạn? Mình nhớ, mình học, mình suy nghĩ như vậy để mình nhớ cái này cho nó dễ. The name rang a bell, but I couldn't remember where I had heard before. Là cái tên này, nó rung cái chuông ở trong đầu tôi nè. Kiểu như là mình nhớ ngờ ngờ, mình quen quen. The name rang a bell, but I couldn't remember where I had heard before. Nhưng mà tôi không thể nhớ ra là tôi đã nghe nó ở đâu trước đây rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục. If you cut to the chase, chase là rượt đuổi. If you cut to là mình cắt. Cắt nó thành cái cuộc rượt đuổi ha. Cắt cuộc rượt đuổi. Cut to the chase là mình đi tắt để mình rượt đuổi người ta. Thôi, cứ tạm như vậy, mình đọc mấy cái nghĩa này rồi mình chọn nha. Là bạn you take shortcuts. Shortcuts. Để mình tra coi mình đọc có đúng không nha. Mình nghĩ là nhấn âm 1, tại vì danh từ thì hay nhấn âm đọc. Shortcut. Shortcut. If you take shortcuts to get somewhere, là bạn đi tắt để mà mình đến được cái nơi nào đó. You leave the unnecessary details and get to the point. Bạn bỏ đi những cái chi tiết mà không quan trọng
để mà mình đến được cái ý mà mình muốn nói. You stop chasing someone. You cut to the chase. Là mình cắt ngắn để mà mình rượt theo. Là mình bỏ những chi tiết không quan trọng để mà mình tới cái ý mà mình muốn nói. Tiếp tục nè. Mình nhìn cái hình này. Là cái xô bị thủng. If someone kicks the bucket. The bucket, bucket. Nếu mà ai đó đá cái xô, có nghĩa là sao? They die là họ qua đời. They release a secret là họ nói ra cái họ bật mấy cái bí mật. They break their leg and have to use crutches. Họ gãy chân và phải dùng nạng. Mình nghĩ là câu B. If they someone kick the bucket, đá cái xô là chết luôn hả mấy bạn? Kick the bucket. Kick the bucket là to die. Mấy bạn nhớ nha, cái này là kiểu như nói kiểu hài hước và nói kiểu không trang trọng thì mới dùng nha. Kick the bucket. Đá cái xô là qua đời. Rồi, nãy giờ mình làm thì mình làm đúng được 18 câu trên 25 câu. Vậy là mình xong cái bài quiz này của cái blog de Christina. Mình xong cái này rồi. Rồi mình trở lại cái khóa học Future Learn. Cái khóa học Future Learn thì mình vẫn là hôm qua mình đang đọc dở dang cái transcript. Hôm nay mình đọc tiếp trang cái transcript nè. Đây, mình đọc tới đây rồi. Bây giờ này mình đọc cái tiếp theo. Hi, bạn Zozo Tashler. Hi, could I ask how to improve the listening skill, please? Xin chào, tôi có hỏi, thể hỏi là cách cải thiện cái kỹ năng nghe không? Làm ơn. Hi Zozo Tesla. We're looking at listening in detail next week, so you'll find lots of good advice there now. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần nghe chi tiết hơn vào tuần sau, cho nên bạn sẽ tìm thấy được rất là nhiều cái lời khuyên hữu ích ở đó. Alright, thank you. Được rồi, cảm ơn nhiều. Bạn Nawal Ahmed. Hello our dear educators. Bạn này dùng từ rất là thân thương ha. Những cái nhà giáo dục thân yêu của chúng ta. Many thanks for your great effort. My question, how to memorize Nawal Ka? Because I usually forget them. Bạn này dùng từ viết tắt là chữ vocab. Vocab, để mình coi coi. Nó có nghĩa là vocabulary không nha? À, vocab là nền tảng học tiếng Anh thông minh. Vocab là... vocab hình như là từ vựng đó. Mấy bạn nói ra thì người ta cũng biết là từ vựng đó. Rồi, mình tiếp tục nè. Mình đọc cái chữ vocab thì mình nó cũng biết là vocab đúng không? Mình thường hay viết có chữ bờ mà sao nữa là vocab. À, rất cảm ơn vì những cái nỗ lực to lớn của các bạn. À, câu hỏi của tôi là cách để mà ghi nhớ từ vựng mới bởi vì tôi thường quên chúng. Hi Nawal, we speak about that in the video, so check it now. À, chúng tôi đã nói về điều này ở trong video rồi. Hãy xem lại nhé. Nail. Rồi. Hi. Bạn Mansur. Fate my. Fatemi. Mansur Fatemi. Bạn này nói là hi. I've got 6.5 in IELTS, but I want to get at least 8.
What should I do? Tôi nhận được 6.5 IELTS nhưng mà tôi muốn 8 điểm. Thì bây giờ tôi làm gì đây? Giống mình ghê. Rồi, hi Mansif Fatemi. There's no shortcut, I'm afraid. Just keep practicing and follow the advice we share on the course now. Chào bạn, thì không có cái đường tắt, tôi lo là như vậy. Hãy cố gắng rèn luyện, luyện tập và làm theo những cái lời khuyên mà chúng tôi chia sẻ ở trong khóa học nhé. Rồi, tiếp tục. Hello all, can you make a brief study plan? Cái này chắc là bạn nói là kế hoạch đó, một cái kế hoạch nghe học tập ngắn for the test and ideal studying credit hour. Chào mọi người, bạn có thể đưa ra một cái kế hoạch học tập ngắn cho cái bài kiểm tra và cái những cái giờ học lý tưởng không? Rồi, bạn này là Mohamed Yusri. Yeah. Hi Mohamed Yusri, that's an interesting idea, but really everyone is different with different strengths and weaknesses and areas to focus on. Là có một cái đó là một cái ý tưởng rất là thú vị. Nhưng mà thật ra đó, thật sự thì mọi người thì khác nhau với những cái mặt điểm mạnh và điểm yếu khác nhau và những cái lĩnh vực cần phải tập trung. Ví dụ như mình thì mình yếu phần nghe, phần nói, phần viết. Trời, bốn kỹ năng mà yếu hết ba cái rồi. Đó thì mình phải rèn luyện. Rồi, but by the end of the course you should have a good idea of which areas you need to practice most, and then I think it would be a good idea for you to work out a personal study plan for yourself. Nhưng mà đến cuối của khóa học đó thì bạn có lẽ là sẽ có được một cái ý tưởng tốt về những cái lĩnh vực mà mình cần luyện tập nhất. Và sau đó thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có một cái ý, một sẽ có được cái ý tưởng thật là hay cho bản thân mình để mà mình workout, là mình tập trung, mình trị cái workout, là mình nảy ra được cái ý tưởng, nảy ra được cái kế hoạch học tập cá nhân cho bản thân mình. Thầy Neo trả lời. Rồi, tiếp tục. Hi, Marcella. No. Cái chỗ này ngồi vậy? Không thấy câu câu trả lời. Không thấy cái câu hỏi mà thấy câu trả lời. Hi, Marcella. No, you can use either lowercase or uppercase letter in the listening test. Câu này mình không có thấy được cái câu hỏi nên là mình không có trả lời được ha. Bạn Xiao Su Li. I always like to use simple sentences and simple words during the speaking test. Is that okay? Tôi luôn thích dùng những cái từ đơn giản và những cái câu đơn suốt cái bài thi nói, như vậy có ổn không? Thì thầy Neil mới nói nè. Hi Xiao Su Li, it depends. Nó còn phụ thuộc tùy vào cái gì đây? Thì mình đọc tiếp nha. You want your conversation to be natural and relaxed. Bạn muốn cái đoạn hội thoại của bạn nó tự nhiên và thư giãn. But if your language is too simple, then it will be difficult to score highly in lexical resource and also maybe fluency and coherence. Nếu mà bạn muốn nó đơn giản đó, nhưng mà nếu mà nó quá đơn giản đi thì nó sẽ khó để mà ghi điểm cao trong cái phần đa dạng ngôn ngữ, lexical resource, và cũng như có lẽ là cái phần trôi chảy và
mạch lạc. Thì bạn này mới rep lại là think a lot now. How should I improve on my vocabulary? Làm sao tôi có thể rèn luyện, cải thiện được cái từ vựng của tôi? Do you have any book or website recommendations or lexical resources for speaking part? Là bạn có bất kỳ cuốn sách hay là cái gợi ý, gợi ý website nào về cái sự đa dạng cái từ vựng cho cái phần nói không? Bạn này hỏi thêm nhưng mà thầy không có trả lời. Mình nghĩ là những cái nhà giáo dục của British Council người ta đã rồi cố gắng nhiều nhất có thể, nên là người ta sẽ trả lời với bạn này một lần thôi, chứ trả lời 2-3 lần thì mình nghĩ là nó sẽ ít hơn. Rồi tiếp tục. How to improve your English if you cannot find someone that you can practice with? Làm sao mà có thể cải thiện được tiếng Anh nếu mà nếu mà bạn không thể tìm được ai đó có thể luyện tập cùng? Hi Salma Sami, great question. Câu hỏi hay đấy. We talk about this a little in the video and you can also check these great links. Chúng tôi đã nói về cái điều này một chút ở trong cái video, và bạn cũng có thể xem những cái đường link rất là hay ở phía dưới này để mình giúp các bạn ha. Khi mà mình không có ai luyện tập cùng thì mình làm sao đây? Hình như mình nhấn lộn rồi. Mình phải sao nó có không có sao nó không có mở liên kết ở trong tab mới nhỉ? Kết quả này không có thấy. Thấy rồi nè mấy bạn. Cái bài này nó tương đối dài nha. Thôi, mình đã nhấp vào cái đường link này rồi thì mình cố gắng mình học một chút. Mình đọc thêm, cái này coi như là mình phần đọc thêm của mình vậy đó. 30 ways to speak better English without taking classes. 33 cách để mà nói tiếng Anh tốt hơn mà không cần đến lớp. Hay này. Smart learning strategies là tiếng là thuộc về cái là những cái chiến thuật học tập thông minh, đăng vào ngày 9 tháng 4 năm 2014 bởi Delano. Mình sẽ dịch để các ở đây nó có 33 cách lận. Thôi mình dịch 5 cách đầu đi ha, rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục, tại mình sợ cái video của mình cũng dài rồi đó. Với lại chúng ta học gói gọn trong vòng 1 tiếng là hay nhất. Rồi tiếp tục nha. Cái này mình tắt đi nè, tại vì lát nữa mình sẽ không có rớt tới nó. Cái này mình cũng cho vào danh sách đọc luôn. Hồi nãy nó có hai đường link thì mình nhấn vô cái đường link thứ hai, nó ra trong web của British Council nè mấy bạn thấy không? Thì cái trang web của British Council thì nó có một cái phần riêng biệt về phần nói luôn. Speaking, practice and improve your speaking skills for your school studies, for your exams and for real life. There are videos and activity for different levels, so find your level and mark and make a start. Phần nói, luyện tập và cải thiện cái kỹ năng nói của bạn cho cái việc học tập của bạn ở trường. Các bạn thấy chữ speaking skills không? Cái chữ kỹ năng là luôn khi mà kỹ năng gì đó thì nó sẽ có S. Cái gì kỹ năng nói thì mình thêm S vô.
Tại vì trong cái kỹ năng nói chắc là có nhiều cái kỹ năng nhỏ 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 khác mình phải lưu ý. Đó, mình nhớ thêm S nha mấy bạn. Skills, speaking skills. Cho luyện mình cải thiện cái kỹ năng nói cho cái việc học tập ở trường, cho bài thi hoặc là cho cuộc sống thật ở bên ngoài. Có những cái video và những cái hoạt động ở những cái trình độ khác nhau. Cho nên bạn hãy tìm thấy cái level của mình và bắt đầu nhé. Rồi mình có A1 nè, A2, B1, B2. Thì mình đang ở mức là 6 chấm, 6.5 thì mình sẽ là cái mức B1 đấy mấy bạn. Are you an intermediate CEFR level B one learner of English? Bạn có phải ở trình độ trung cấp của người học tiếng Anh không? Practice your speaking with these interactive videos. Luyện tập cái việc nói của bạn với những cái video tương tác này nhé. Đó, là nó sẽ có những cái video tương tác. Ồ, cũng có mấy cái thôi mấy bạn. A friend in need. À, là nó sẽ có những cái video như vậy. Rồi, mình trở lại đi. Hình như mình cho cái này vô danh sách đọc rồi đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục với cái bài này nha. Là mình tiếp tục nè. If you are reading this, I imagine you want to speak better English and communicate in a more confident and competent way. Nếu mà bạn đang đọc cái bài này thì tôi tưởng tượng được rằng bạn muốn nói tiếng Anh tốt hơn và giao tiếp nó một cách tự tin hơn hoặc là competent way. Competent có nghĩa là tốt hơn, competent. Enough skill or knowledge to do something well or the necessary standard. Là mình làm cái gì đó mà nó đạt chuẩn, nó tốt, nó chuẩn. Rồi, he's very competent. Không phải competent nha, đọc là competent. Competent. He's very competent in his work. Là anh ấy rất là có đủ khả năng kiến thức để mà trong cái công việc của anh ấy. In a more confident and competent way. Là mình đạt chuẩn, mình đủ khả năng kiến thức để mà mình nói một cách tự tin, giao tiếp một cách tự tin. When we communicate effectively, we are able to express our ideas and opinions, share experiences and build relationships with others. Khi mà chúng ta giao tiếp hiệu quả thì chúng ta có thể bày tỏ được cái ý tưởng và ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ với người khác. When we struggle to express ourselves, we feel unvalued and insecure. Khi mà chúng ta phải đấu tranh để mà bày tỏ quan điểm của bản thân mình, khi mình thì chúng ta sẽ cảm thấy mình không có giá trị hoặc là cảm thấy bất an. As human beings, we want to participate in group discussions and have an impact on the society around us. Là như là một đối với loài người, con người nói chung thì chúng ta muốn tham gia vào những cái buổi thảo luận nhóm và có một cái sự tác động vào trong xã hội quanh chúng ta. In the modern world, we communicate across borders. Ở thế giới hiện đại thì chúng ta giao tiếp xuyên qua cả những cái biên giới. English is the closest thing we have to an English is the closest thing we have to an international language. Tiếng Anh là một cái thứ rất là gần mà chúng ta phải. Cái chỗ này viết hình như nó hơi thiếu thiếu gì đó đúng không các bạn? We have to know that because it is an international language, bởi vì nó là ngôn ngữ quốc tế rồi. Rồi, by speaking better English,
People all over the world can hear your voice. But to speak better English, you need a teacher, don't you? You need to take English classes, right? Bằng cái việc nói tốt tiếng Anh thì người ta ở trên khắp thế giới có thể nghe được giọng của bạn. Nhưng mà để mà nói tốt hơn tiếng Anh thì bạn cần một giáo viên, có phải vậy không? Bạn cần đi học và ở những cái lớp, có phải vậy không? Rồi, cái này là cái tên của cái bài của mình nè. How to speak better English without taking lessons. Làm sao để mà nói tốt tiếng Anh mà không cần phải tham dự những cái bài học, đi học. Rồi, well, English teacher and English classes definitely help. But studying English for a few hours a week may not improve spoken English very much. Yeah, giáo viên tiếng Anh hay là lớp học tiếng Anh thì nhất định là phải giúp ích rồi. Nhưng mà cái việc học tiếng Anh một vài giờ một tuần có lẽ không có cải thiện được cái khả năng nói tiếng Anh của bạn lắm đâu. What you need is to become a self-directed learner. Có cái mà bạn cần đó là trở thành một cái người học tự định hướng. Somebody who takes responsibility for their own learning and creates their own learning program to develop their learner, their English. Nó giải thích nè, cái phần này nó sẽ giải thích cho cái self-directed learner. Mấy bạn đọc nhiều thì mấy bạn sẽ thấy là đôi khi mình thấy những cái từ vựng mới thì mình không nhất thiết phải hoang mang đâu, tại vì phía sau mình sẽ giải thích liền cho mình. A self-directed learner có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai đó mà nhận trách nhiệm cho cái việc học của chính bản thân mình và tạo ra những cái chương trình học cho bản thân để mà phát triển tiếng Anh của mình lên. Now, it's certainly true that speaking is a social activity and is the best done with other people. Bây giờ chắc chắn nó là sự thật rằng nói là một cái hoạt động xã hội và nó được thực hiện tốt nhất là với người khác. However, you could say the same about many activities. Tuy nhiên, bạn có thể nói điều y hệt như vậy về nhiều cái hoạt động. Leo Messi became a wonderful football player because he spent hours every day for many years practicing by himself. Leo Messi trở thành một cái cầu thủ bóng đá tuyệt vời bởi vì anh ấy dành rất là nhiều giờ mỗi ngày cho cái việc trong nhiều năm, cho nên là luyện tập, tự anh ấy luyện tập. By himself là tự luyện tập chứ không nhờ đến ai cả. Là có thể là cũng nhờ nhưng mà tự tập luyện là chính. You can do the same with your English. Bạn có thể làm điều tương tự với tiếng Anh của bạn. Here are 33 ways to speak better English without going to classes. Đây là 33 cách để mà nói tiếng Anh tốt hơn mà không cần đến lớp. Rồi bây giờ chúng ta đọc 5 cách đầu tiên nha. 5 cách đầu tiên rồi chúng ta nghỉ. Bây giờ là 7 giờ rồi. Để mình xem coi mình đọc xong cái này thì nó sẽ là mấy giờ nha. Record yourself speaking English. Ghi âm bản thân nói tiếng Anh. Listening to yourself can be strange at first, but you get used to it. Nghe lại bản thân mình thì nó hơi lạ ở lúc đầu nhưng mà bạn sẽ quen thôi. Listen to a recording of fluent English speaker, a short audio file. Nghe vào một cái đoạn ghi âm của một cái người nói tiếng Anh nhuần nhuyễn, một cái đoạn audio, một cái file audio ngắn thôi. And then record yourself repeating what they said. Và sau đó ghi âm lại bản thân mình lặp lại cái mà họ đã nói. Compare the difference and try again. Nghe cái so sánh cái sự khác biệt và làm lại lần nữa. Humans are natural mimics. So you will find yourself getting better and better. Con người thì có khả năng bắt chước rất là tự nhiên. Cho nên là
bạn sẽ tìm, bạn sẽ nhận thấy bản thân mình tốt lên từng ngày. SoundCloud is an excellent tool for voice recording, as you or your teacher can make notes about your errors. SoundCloud là một cái công cụ tuyệt vời để mà ghi âm. Khi mà bạn và cái giáo viên của bạn có thể ghi chú lại về những cái lỗi mà bạn mắc phải. Mình thấy cái việc ghi âm này nó rất là tốt, nhưng mà nó sẽ tốn nhiều thời gian đây. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cái điều này nha. Tại vì hồi trước mình có cho học viên đi học movers, flyers của mình. Mình với bé đó thi với nhau. Mình cho bé đó thi, mình ghi âm lại. Xong rồi đó mình tua lại cho bé đó nghe. Xong rồi bé đó sửa. Đó. Từ từ rồi mình cũng quen thôi. Rồi mình sẽ làm, sẽ tốt lên từng ngày. Cái ý số 1 là như vậy. 2. Read aloud, especially dialogue. Đọc to ra, đọc lớn ra, đọc ra thành tiếng luôn, đặc biệt là những cái đoạn hội thoại. Reading aloud is not the same as speaking naturally. Đọc lớn không có phải là nói, không có giống hệt như cái việc nói chuyện tự nhiên. However, it is very useful for exercising the vocal muscles. Tuy nhiên nó rất là hữu ích cho cái việc luyện tập cái cơ nói hả, cái cơ phát ra tiếng. Practice for 5 or 10 minutes a day and you will begin to notice what sounds are difficult for you to produce. Luyện tập 5 đến 10 phút một ngày và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những cái âm nào mà nó khó cho cái việc phát ra đối với bạn. 5 transcripts or natural dialogues. Không phải, dialogues. Tìm những cái bản ghi của những cái đoạn hội thoại tự nhiên, such as these here. Là mình mỗi lần mà mình xem một cái gì đó thì nó sẽ ra một cái link khác, rồi mình cứ tiếp tục mình xem tiếp đó. Càng ngày nó đẩy mình càng xa. Nhưng mà mình cũng cân nhắc coi cái những cái đường link đó nó có quan trọng với mình không, mình có nhất thiết phải đọc hết không. Nếu mà mình thấy nó hay thì mình cứ đọc, cũng đâu có mất gì đúng không. Dù gì đi nữa thì nó cũng là tiếng Anh thôi. Mình xem nhiều như vậy thì mình đọc nhanh hơn, mình quen với tiếng Anh hơn, cách diễn đạt này kia, mình viết cũng sẽ tốt hơn, nói năng cũng sẽ ok và nghe cũng được hơn. Đó. Một mình càng đi xa thì mình cũng càng tiến xa. Những cái trang web này nó không có được bảo mật. Thôi mình bỏ qua trang này đi. Thì trang này nó không có vẻ là chính thống lắm. And practice acting dumb with a friend. Và luyện tập diễn cái những cái đoạn hội thoại này với bạn, với bạn bè. You will also learn common phrases which we use when speaking. Bạn cũng có thể học thêm được những cái cụm từ phổ thông, những cái cụm từ thông thường mà người bản xứ hay nói, cái mà bạn dùng khi mà nói. 2. Sing along to English songs while you're driving or in the shower. Là hát theo những cái bài hát tiếng Anh trong lúc mà bạn đang lái xe hoặc là trong nhà tắm. The lyrics to pops, the lyrics of pop songs are often conversational, so you can learn lots of common expressions by listening to them. Là những cái lời bài hát của những bài hát pop đó thì nó thường rất là mang tính nói chuyện, conversational, nên cho nên là bạn có thể học được những cái sự diễn đạt rất là phổ biến bằng việc nghe chúng. Humans are also able to remember words when used together with music, which is why it is difficult to remember poems, but easy to remember the words of songs. Là con người thì cũng có thể ghi nhớ những cái từ khi mà chúng được sử dụng cùng với âm nhạc. Đó là lý do tại sao mà chúng ta khó học nhớ thơ hơn là và
khó học nhớ thơ, còn dễ dàng để mà nhớ được những từ ở trong bài hát, có đúng không nào? Here are some songs to get started with it. Here are some songs to get started with. À. Đây là những cái bài hát để mà mình bắt đầu nè. English as second language courses. Đây là những cái bài hát để mà mình bắt đầu. Ví dụ như cái bài này rất là quen. À, cái trang web này rất là hay mấy bạn ơi. Là người ta đục lỗ cho mình điền vào nè. Rồi, mình lưu lại cái trang này nha. Lưu lại cái trang này. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ luyện tập một chút. Nói chung chúng ta có rất là nhiều thứ phải làm. Mấy bạn thấy không? Mình càng học thì mình càng đi xa, mình càng đi sâu vào nữa. Rất là nhiều công cụ ở trên mạng nó sẵn có cho mình luyện tập. Tất cả đều miễn phí luôn. Quan trọng là mình có dành thời gian để mình học hay không thôi. Thì mình đang cùng các bạn học tập mỗi ngày nè. Mỗi ngày mình học một chút. Rồi, tiếp tục. Watch short video clips and pause and repeat what you hear. À, xem những cái đoạn video ngắn và dừng lại và lặp lại cái mà bạn nghe được. YouTube is an amazing resource for language learners and you probably already have your favorite clips. YouTube là một cái nguồn rất là tuyệt cho những cái người học ngôn ngữ và có lẽ là bạn đã sẵn có những cái video clip mà bạn yêu thích rồi. My advice is to watch short clips and really study them. Cái lời khuyên của tôi là bạn xem những cái video ngắn và thực sự học chúng. With longer videos, you may find your attention wanders. Với những cái video dài thì vậy bạn thấy là cái sự chú ý, sự tập trung của mình nó sẽ đi lan man. The key to improving by watching videos is to really listen carefully and use the pause button to focus on sounds or and words. Cái mấu chốt của việc cải thiện tiếng Anh bằng việc xem video là thực sự nghe một cách cẩn thận và sử dụng cái nút dừng lại để mà mình tập trung vào những cái âm và những cái từ. Many YouTube videos now have captions. Rất là nhiều cái video trên YouTube bây giờ thì nó có cái phần phụ đề, cái phần đúng rồi, phần phụ đề, phần hiện chữ lên cho mình xem đó. Nếu mà mình nghe không được thì mình bỏ cái đó lên. Rồi, ý thứ năm là learn vowel and consonant sounds in English. Là mình học những cái nguyên âm và những cái phụ âm ở trong tiếng Anh. The phonemic chart is a list of the different vowel and consonant sounds in English. Là cái bảng phiên âm đó, cái biểu đồ phiên âm là một cái danh sách của những cái nguyên âm phụ âm ở trong tiếng Anh. Learn how to make these sounds and then using them to pronounce words correctly with will really help you speak English clearly. This is a great source from the British Council. Cái việc học cái cách mà những cái âm này nó được phát ra và sau đó sử dụng chúng để mà phát âm những cái từ cho thật chính xác thì nó sẽ giúp cho chúng ta nói tiếng Anh một cách rõ ràng hơn. This is a great resource from the British Council. Đây là một cái nguồn rất là hay từ British Council nè, mấy bạn nhấn vào đây. Phonemic chart. Một cái nguồn hay thì để coi. Mình xem nha. Nếu mà mình học phát âm đó. Nếu mà mình học phát âm thì nó quan trọng nhất là nó phải có phần nghe đi kèm á.
chứ nó có hiện không không như vậy thì nó rất là khó. Hiện không không thì mình phát âm đúng hay sai mình cũng không có rõ đâu mấy bạn. Thôi nói chung là mấy cái trang web này nó không có giúp ích gì nhiều được. Để mình mai mốt mình học mình sẽ thấy cái gì đó nó hay thì mình sẽ lưu lại nha. Còn bây giờ thì mấy trang web này nó đầy chữ thôi, mình cũng chỉ dừng lại ở việc đọc dịch cho mấy bạn thôi. Nhưng mà chủ yếu là mình phải học cái phát âm này cho nó đúng. Rồi, mình trở lại nè. Rồi bây giờ thì mình đã dịch xong cho mấy bạn năm cái phần này rồi. Đầu tiên người ta kêu mình là nên ghi âm bản thân nói tiếng Anh. Cái thứ hai là mình đọc lớn lên những cái đoạn hội thoại, đối thoại. Cái thứ ba là mình hát theo những cái bài hát tiếng Anh lúc mà mình lái xe hoặc là lúc mình tắm. Cái thứ tư là mình xem những cái video ngắn rồi mình dừng lại và mình lặp lại cái điều mà mình nghe. Mình thấy cái điều này là hay nè. Xem video ngắn thôi nhưng mà dừng lại lặp lại cái mình nghe. Cái thứ tư là mình học những cái âm mà mình phát ra ở trong tiếng Anh, nguyên âm, phụ âm rồi đó. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã học xong mấy cái này rồi. Học xong năm điều này, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, rồi chúng ta sẽ đọc tiếp cái transcript. Rồi mình còn rất là nhiều thứ để làm, mỗi ngày nó để ra cho mình một chút 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 để mình làm đó, mấy bạn có thấy vậy không? Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã xong rồi ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha.